quay lại với Smushy Bessy. Thì hôm nay mình có đi tiệm thú cưng với bạn của mình để mua một số ít đồ dùng cho mấy bé hamster. Thì ở đây có mấy bé thỏ dễ thương quá trời luôn nè. Thì mình có hỏi giá ở trên tin nhắn thì người ta nói là mấy bé này tận tới 1,1 triệu một bé lận. Thì đây là Hà Lan và có cả mini lop nữa. Còn đây là mấy bé bỏ ú nè. Mấy bé thỏ hiền lắm mọi người ơi. Mấy bé xám dễ thương quá trời luôn. Trời ơi, hửi tay mình đấy chứ. Đây là mấy bé Roborovsky. Lộn quá trời luôn. Ở dưới là mấy bé hamster bear. Thì ở đây bán giá 1,1 triệu một yêu anh, 1,1 triệu một bé, xin lỗi mọi người. Ở dưới thì có mấy bé nhím. Còn bé kia là bé gì mình không biết, bé đang chạy á. Thì lúc mà bạn mình vô đây thì bạn mình bị một bé chuột cạp một cái xịt máu tay luôn. Trời ơi, thấy thương lắm. Còn đây là bé thỏ của mình mới tậu nè. Nhưng mà mình tậu bé thỏ này ở tiệm bé khác nha. Lúc đầu mình chỉ định mua bé tầm 750 hoặc là 950 thôi. Nhưng mà đến đó thì người ta gần hết mấy bé đẹp đẹp rồi. Nên là người ta thuyết phục mình, dụ dỗ mình ghê quá nên mình mua luôn bé này. Mình định tính sắm thêm cho bé rất là nhiều đồ nữa, nhưng mà khi mà mua bé này thì mình bị vượt quá cái ngân sách, nên mình sẽ mua dần dần về để sắp xếp cho bé sau. Mình đặt tên cho bé là Soda nha mọi người. Đây là bé chuột Winter White mà mình đã tặng cho em mình trước đó. Unu unu luôn. Bé này cũng gần 1 năm tuổi rồi. Unu luôn mọi người ơi. Đang cho bé ăn cá sợi đó. Em của mình rất là cưng luôn. Còn bé kia nó chạy. Lúc mang về thì đương nhiên là mình phải rờ và vuốt ve rồi tập cách bế bé thỏ này kia để cho bé quen với mình. Phá lắm luôn mọi người. Đây là cái lồng mà mình tạm sắp xếp cho bé thôi. Còn một số đồ dùng thì mình sẽ mua trên mạng về sau. Bé đang cỏ đó mọi người ơi. Cái clip tiếp theo thì mình sẽ cho mọi người xem cái phòng mà mình sắp cho bé nha. Không, nói chung là chỉ có một cái chỗ chơi mà mình sắp lại cho bé thôi, chứ cũng không đến nỗi là một cái phòng, vì bé ở chung phòng với mình. Lúc mà mình chưa mua những đồ dùng mới cho bé để sắp cho bé một nơi rộng hơn á, thì mình vẫn để bé trong lòng và mình mở cái cửa lòng ra cho bé chạy nhảy trong phòng mình luôn. Bé đang đập bông cải nè. Soda. Người coi cái đít nó kề cờ, cái đuôi như cái quạt vậy đấy. Bé ăn nhiều mà ỉ cũng nhiều luôn mọi người. Mình có phải đi hút cước cho bé hoài. Nhưng mà may mắn một cái là nuôi mấy bé thỏ thì cước của bé không có hôi. Với lại mình có thể nhìn vào phân của mấy bé để mình xem sức khỏe của bé như thế nào, rất là dễ dàng nè. Và mấy bé tè cũng không có hôi như mà mấy người lớn đồn đại đâu. Lúc mà mình mang về thì gia đình mình phản đối kịch liệt lắm mọi người, và sợ hôi á. Nhưng mà mình đương nhiên là sẽ chú ý vệ sinh cho nó rồi, nên mấy bé sẽ không có hôi đến nỗi vậy đâu mọi người nha. Nói chung là không có buồn luôn á. Thế rồi, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha. Và hãy subscribe cho mình nhé.